là quay trở lại với channel của mình, và ngay mấy chúng ta lại quay trở lại với Block Mango. Ngày hôm nay thì mình lại quay trở lại với một cái mini game Bad Guy ở trong Block Mango bạn ơi. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Đấy, và có 3 thanh niên rồi. Ok. Ba anh em chào mọi người đi. Trời ơi, nói chung là hình như là không cùng sảnh nhau sao ấy. Đó, rồi qua chào qua bà Bluetooth đi. Đấy thì ngày hôm nay là bọn mình có mặt trong đây để gọi là phá đảo, gọi là thế giới ảo. Bad Guy các bạn. Dùng Gumi để đè người đấy. Đấy, hôm qua thì mình cũng đã trang bị khá nhiều đồ VIP rồi, ngọc VIP rồi, bây giờ ok chúng ta sẽ vào đây để đè người. Đấy, Khang với cả Zeno như thế là rồi, cũng đi không thiếu các bạn. Rồi thôi chúng ta bắt đầu luôn nhỉ. Lắp đánh nhỉ. Rồi chơi vui thôi, nhưng mà thắng thì vui các bạn, thắng thì mới vui, thua là không có vui rồi. Đấy các bạn thấy không, vừa vào là bọn mình đã có 400 vàng, 400 sắt rồi, 57 block oxy rồi. Sao mà đó được, sao mà đó được. Em có 30 cục tí. À thế à. Ờ ui Núp cũng có 30 30 TT này. Cái gì? Mày có cái gì? Có cái nịt. Rồi ok để Núp bọc oxygen nhá. Trời ơi. Nào bây giờ mọi người bắt cầu đây, mọi người thích đánh nhà nào trước nào, để chỉ trước này. Đâu thích đánh nhà nào trước? Nào, à thích đánh gì trước? Nhà đỏ đi, nhà đỏ đi. Rồi ok, anh em sang nhà đỏ trước đi để Núp cưỡi rồng qua luôn này. Trời ơi, mình có 7 cuốn sách rồng. Rồi ok nhá. Rồi mọi người qua nhá. Đâu rồi, bác qua đây, đâu rồi. Ok, rồi. Đây. Rồi, đó để Núp đi trước nha. Rồi, hết 3, 2, 1, đi. Anh em đâu rồi? Anh em đâu rồi? Tới liền, tới liền. Anh em đâu rồi? Are you ready? Rồi, rồi. Thôi, cụ đi chân lạnh toát rồi. Đi rồi. Rồi, ok các bạn ơi. Đoàn người gọi là bác lên đi, ok. Để em. À luôn, ok em ok. Em xuống đây, bắn tim luôn, bắn tim. Bắn rồi. Em cứ đập giường này. Bắn rồi, đây đang lên cao rồi. Ok, phá giường rồi. Rồi, ok xuống đánh luôn này. Ôi giời. Rồi, cà lê. Ok. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chưa. Rồi rồi. Đâu rồi? Có lít chưa? Rồi, một hàng công rồi, ok ok, mít. Còn mít nữa này, còn bên mít rồi, ok. Đây đoàn rồng này. Không hỏi luôn. Rồi luôn, thanh niên này đi xong về nhà không biết đâu luôn các bạn. Luôn không biết nhà mình còn hay không, nhưng mà rồi ok. Rồi, ok, chúng ta sẽ gọi là xuống dưới đây. Chưa kịp làm gì mọi người. Ok. Có tiền rồi đây. Ê à, có thanh niên đánh mình các bạn. Đâu rồi? Đấy, mà lóc gỗ đi. Thanh niên team đỏ này. Rồi ok bạn ơi, không sao. Úi giời, úi giời. Em qua tới đây. Úi giời, ok bạn ơi. Mày mình dùng máy tính đâm ra đánh nó không bị quên mất không nó thôi. Hài lúc chứ click như thế nó không target được người bạn. Đúng rồi, cứu với anh. Cứu cái gì? Blue đánh. Blue này, ok để Núp gọi mua giáp á. Nhìn rồi luôn mấy con dài này láo thật các bạn. Đâu rồi? Đấy rồi. Đâu? Quên mất mua nhầm. mua nhầm đi ra đây. Tí sắc đã. À, mình có nhiều vàng mà các bạn. Trời ơi có 300 vàng lận à. Đâu anh em về nhà đây chuẩn bị tinh thần rồi, khởi động. Rồi muốn đạp phim gì nữa nè. Nhà Blue nhá, nhà Blue này. Ok, okay Blue. Bắt bắt vào lóc à. Rồi. Đâu rồi, anh? Rồi hãy đường Blue này. Anh em tập trung này. Ok chưa? Anh you ready? Đi lên đường. Được rồi đi thôi. Ủa Blue nó qua mình anh em. Không sao đây đúng. À hình như con rồng bắn nó không gây sát thương đâu phải không? Dạ. Lúc cứ bắn đi, em sẽ chạy qua. Ok, ok. Không, em bay lên mà. À bay à, ok, không sao, đây. Em blue qua nhà mình. Đây, ok. Lúc đừng bắn bể đường em nha. Ok, ok, đây, rồi, xử đây. Rồi, Rồi, qua nhà chúng ta. Rồi, ok, đâu, nó đập oxygen của mình à, láo nhờ. Không, nó đập chứ gì, tự nhiên này trốn à, đồ ơi, con dài này. Trời này đâu ạ. Nào quýt mình đi. Xuống xe đi, xuống xe rồi, ok bạn. Để mình xuống xe đã. Rồi quanh sẽ tiêu diệt. Rồi quanh đi rồi. Có thằng kia chạy đây. Rồi chạy chết rồi. Để em quấn hàng riêng thôi. Green này. Giờ nó quấn để nó hút máu ấy. Anh em tập trung qua bên nhà Green nào. Tôi nghĩ tội lắm bạn. Tội mấy nhỏ quá. Tội với bạn nhỏ quá các bạn. À, tôi buồn cười quá. Rồi anh em đâu rồi, tập trung. Các gọi là băng hữu rồi. Đúng rồi. Rồi, 30 mấy quả TNT đây. Lên được đường. Lên đường. Rồi, Khang đi luôn. À mấy thằng Blue, cẩn thận nha. Máu luôn rồi kìa. Mấy thằng Blue rồi. Đâu. Nó qua nhà mình à. À, mấy thằng Green à. Ok, để núp nhưng mà không có ở đây. Ui giời, thanh niên gì luôn. Ok, nào sao? Lên đường luôn này. Úi giời, thanh niên kia ăn quả TNT này. Lên đường. Ôi, chết luôn rồi kìa. Chết luôn rồi. Đâu? Lên, anh em tập trung xử lý ở đâu đấy để con biết này. Bây giờ team ơi, Khang đang solo bây giờ đi. Lên được rồi.
Đâu? Ok. À, Zeno phá được cả đấy. Đúc qua đây, đúc qua đây, đúc tới lên đây. Chiến đi, chiến đi, đúng rồi. Hay quá. Ok, chết rồi à? Đúng chưa chết. Ô, ô, có hai. Ê, kìa, kìa. Nhờ, mình ném cho mấy quả bạn. Chúng ta, ấy à, bắc à, bắc bờ lóc à. Bắc bờ lóc này thì bắc bờ lóc. Ây à, có. Ây à, có. Ui, thanh niên này paro đấy. Paro. Có tim thì nó bờ rộ mà. Nó chứ đúc cho ăn quả. Úi rồi. Thôi, nó đứng đây. Ê nè, đâu rồi? Ờ mấy anh đâu rồi? Chạy ở nhà kia. Đâu rồi? Nhà mình à? Anh ở nhà. Ui, thằng này trâu đấy. Nghĩ mà tội với tôi mà kệ. Ok à? Đâu? Ủa, thằng nào đấy? À, thằng trên nhà mình phải không? Đây, nó qua đây, nó qua đây. Thả luôn chết. Thằng vàng qua đốt này. Úi trời ơi. Cái gì? Thằng vàng nó tìm mình ngáo à? À, đi như này. Nhận. Rồi, ok. Đi. Nào bây giờ anh em Odin qua team ấy nhá. Đâu rồi, team xanh đi, blue đi. À quên mất, green. Green đi hả? Green đi hả? Nha. Lên đường cho anh em sẵn sàng chứ nhỉ? Rồi, sẵn sàng đi luôn. Lên đường. Được rồi, đi thôi. À luôn chứ. Tôi buồn cười quá các bạn ơi. Ok bạn nhá. Ngày hôm nay là chúng ta nốt tiên sẽ phá đảo thế giới. Tôi biết cua. Phá đảo thế giới. Phá đảo thế giới này luôn bạn. Cẩn thận bắn bể đường đấy đúng không? Không sao, không sao, sao, qua đi, qua đi, qua đi. Ok chưa? Phá chưa đây? Ôi, sao bể đường rồi kìa. Ok, anh em không sao. Ok. Đây, phá này. Phá đường của em rồi. Phá này. Ok, không sao, xe đâu phá đi. Ok bạn ơi. Ok. Ok. Anh em từ đã quay đầu, quay xe. Không được. Quay xe. Thằng đi rồi à? Ok à? Nút bắn bể cái đường. Sorry. Ok bạn ơi. Không sao, chúng ta gọi là lại làm lại. À, có thanh niên ạ. Nhờn. Thả nó chứ. Quân rồng này bắn gây đam nữa thì tôi nói thật chứ. Rồi nó té rồi. Ui ui, trời ơi, nút bắn vô chỗ em luôn. À, bắn rồi đấy à? Ok, bắn cho chui thôi. Ok, đây, đúng xử lý thanh niên này đã. Rồi, ok, tao. quay lại này. Đoàn thiên chúng ta lại quay xe này. Chết đó rồi, hình như là núp. Hết dòng rồi. Ủa, mày quá, hải cánh thành công. Rồi, ok, núp. Núp hết dòng nhưng mà núp có TNT anh em qua nào. Ui giời ơi, chọi cho chục quả TNT chắc nhà này nó đi bụi hết rồi. Rồi, ok. À, cái gì đây? Cái gì đây? Làm cái gì đây? Vứt TNT đây. Đúng rồi. Thành đây. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Ok. Tôi nhảy. Dâng. Qua đi anh em, qua đi Khang. Thế em xuống đây. Ok, Khang qua đây. Đấy. Rồi, đập đường rồi. Chọi này, chọi đứng lên chọi này. Nghĩ tội quá. Nghĩ tội quá. Còn một bé thôi. Hay quá, chúng ta thành công rồi. Trời, quá hay quá. À đúng chứ. Rồi. À, nói chung là sau gọi là một game đấu đầu tiên, chắc là có game thứ hai bạn đấy, game đấu đầu tiên team tôi đã nỗ lực hết sức mình các bạn ạ. Nguyên banh đi. Banh giết được mấy người? Này núp giết được bao nhiêu? 10 người nhá. Đùa đi ra rồi. Chết 5 lần. Rồi ok, chúng ta sẽ quay về sảnh đi và chúng ta mời lại bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi là đến game thứ hai các bạn ơi. Nào anh em vào chuẩn bị. Nghĩ mà tội thôi mà cả. Cưới rồng tên này nào. À, ở đâu rồi? Thì đến Zeno đi đâu rồi? Ngoại tuyến rồi. À, thanh niên này nhà rồi. Chết giả chơi nhà. Ác quá rồi, hack quay bất wifi rồi hả? Không thấy nhà đang đứng trong sảnh. Không phải. Nói chung là bọn mình chơi ở trên PC ấy, bản giả lập ấy, đâm ra là chơi rất là khó nha. Nói chung là chơi nếu vẫn nói về vấn đề solo 1v1 là thua thiệt rất là nhiều so với PE bạn ơi. Rồi đây mời Zeno à. Đó, mời chưa? Rồi. Thấy rồi đó. Đoàn thuyền nhà ta chúng ta lại lên đường nhỉ. Chuẩn bị khởi đúng động cước của tay, cước của chân. Được rồi, dài coi. Ok bạn ơi, game đấu thứ hai nào. Ok, được cái kéo. Rồi. Chúng ta được cái gì đây? Anh được diều kim cương. Cái gì đây? Quá đã nhỉ. Ghê ơi. Ui giời ơi. Kim cương. Này chúng ta xem nào. Đi giống sao nào chúng ta sẽ mua bộ áo sát đây bạn ơi. Ok bạn ơi, mua giày ninja luôn. Ui giời ơi. Xong, chuẩn bị. Đâu để núp bảo vệ giường nhá. Ok, không sao. Giường an toàn rồi, confirm rồi. Bây giờ cho Vanh chọn này, Vanh là chỉ huy trưởng này, Vanh chọn nhà nào nhỉ? Vanh thích đi đường nào? Nhà nào? Bây giờ nhà nào? Nhà vàng. Vàng đúng không? Okay, anh em bắt vào lock qua trước đi. Anh em bắt vào lock qua trước đi để em đi cho đây. Vanh bắt lock. À paro Vanh. Ghê không? Paro quá. Rồi, chúng ta nhà mình lên đường nhá. Ui giời. Rồi, nhà mình chuẩn bị đi luôn. Vàng à. Ok, sao bên kia phá luôn bạn. Bắt lock bạn ơi. Bắc đây, ui ôi. nhà kia bắc à, bắc được bao lâu hả? Bắc được bao lâu? Nhà mình đâu rồi? Nhà mình nhà mình cái xứ đấy.
Đây, nhà mình xuống tới nơi rồi. Nhà mình xuống tới nơi rồi. Nhà mình đâu rồi? Ấy à, chết rồi. Tiếp đất rồi, tiếp đất rồi. Ok, tiếp đất rồi. Ok, nhà mình xử thôi. Rồi, nè, clear luôn. Rồi, con đỏ qua đây được vậy. Đỏ láo à? Đỏ láo à? Đỏ láo luôn này. Thôi nhà mình nhờ, nhà mình nhờ có thằng Green đang nhà. Đâu? Ok Green đúng không? À, thế chúng ta đổi đổi hướng, đổi hướng. Đổi hướng qua nhà Green anh em. Tàn hình này, tàn hình này. Tiếp luôn à, tiếp luôn. Mình ảo đi luôn này, đấy hảo chưa? Vinh có nhiều đồ quá. Thôi mình cứ đánh để Vinh nhặt cho. Đâu nhà 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 mình chờ xíu nha, nhà mình chờ xíu rồng đang hồi. Rồi, đập giường luôn nè. Rồi ok. Đây nhà nhà mình đây, ok bạn đây, rồi đập giường riêng nè, rồi xong rồi nha. Rồi ok nhà mình cho bạn tin tin này. Ôi rồi nhà mình trên tí luôn này. Kìa đằng sau, kìa đằng sau. Hay quá, lúc đi bụi luôn rồi. Ôi nhà mình tiêu diệt cho nhất định tiêu diệt được. U tiêu diệt được rồi à, bánh kia quá. Bánh nên làm được việc đâu. Bây giờ là nhà mình là qua bên nhà Blue nhỉ? Quên mất nhà Blue, nhà mình. Nghe đỏ, nghe đỏ nào, nào nào. Đúng rồi, búp cho banh tí máu. Búp con khỉ à, đúng con cái gì đâu mà búp. À, búp cái gì đâu. Đây, nào, nhà mình, nhà mình rồi. Ok, ok. Đấy, nhà mình sau lưng luôn. Nhà mình lên đường nào. Rồi, lên luôn. Nhân. Nhân, không sao, không sao, không sao. Đấy rồi, đấy rồi. Nhà mình đây rồi, nhà mình. Đây. Từ từ nhá, Ui, ôi, sao bắt bắt được. Ơi, bắt block, banh vào được. Qua đây, qua đây, qua chưa? Qua chưa rồi. Ôi, có thằng nào đang đây đây này, để núc lại quay quay xe này. Ơ kìa, sao không đập quay được xe này. Đây đây, em đập cho, đánh xuống này xuống. Ok, ok, phá này, Ok chưa nhỉ? Rồi, okay, xuống luôn. Nào, xuống hạ nào, xuống nha. Xuống hạ cánh được rồi. Cánh à. Đúng rồi, ơi hạ cánh bị gọi là chui vào góc lắc rồi. À đây rồi. Ok, rồi. Được rồi. Ok, chết rồi. À, kìa kìa kìa, chạy đâu đây ở con sông này. Ơ kìa nó. Có con sông này, con sông này. Ôi, hay quá. Ui, con. Nhà mình còn Green thôi, nhà Green thôi. Rồi nhà mình hay quá. Rồi bác, đi thôi. Bắt vào lắm. Đi đi, nhà mình tới đây rồi. Chứ đang trốn rồi. Chơi game này được mấy phút. Nani. Đây, sờ tốt. Nào, sờ tốt. Ok, ok. Hay quá đi. Nhà, nhà, okay. Nhà mình. Rồi nó chui dưới kìa, nhà mình xuống luôn. Nó chui chơi game nó xéo quá. Mày nó dưới. Ơi, để Vinh xuống, Vinh đánh té thằng này. À, trốn à, Nhà này trốn nha. Nhà này chơi trốn à. Đâu rồi, nhưng mà còn một thằng nữa đâu ta? Đây, Vinh cho đâu, còn một thằng nó trốn đâu? Không, còn một mà. Đấy, đây ngay mà. Đâu? À đây à, có một thằng đấy à. Rồi anh em. Nó cho Vinh té rồi. Nó đi luôn rồi. À, ok, tưởng nhà mình mà không tiêu diệt nó tôi lại. Bay lần à. Tôi sợ là nó lại bay à, đâu ấy, đâu ấy. Nó rơi luôn rồi, Sao rồi? Ok. Xong rồi nhà mình nhá. Không. À luôn. Thôi. Thôi chắc là chơi trận cuối, trận này thì bọn mình sẽ gọi là không dùng rồng nữa. Ok, không dùng rồng nữa nha. Ngoài chúng ta phải try hard ra, ok và quay về sảnh ra. Quay về sảnh ra. Không, chúng ta thực ra nãy giờ nó chỉ nháp thôi các bạn. Đấy là màn khởi động khớp của tay, khớp của chân thôi. Rút thưởng nào được cái gì đây? Ui đã kết thúc okay, cả. Được được cái len luôn, hay quá. Ô được tường bảo vô luôn. Rồi, chúng ta để lúc bảo vệ giường nha. Ôi giời ơi. Ôi trời ơi, cúp block cái bảo vệ giường ấy chán rồi. Ok, mua đồ thôi, Ôi giời, ai đứng rồi, nhà mình chuẩn bị đi nha. Đâu anh em đi cùng nhau đây, thấy đây là bác có block thì nút không mua block đâu. Rồi ok bạn ơi. Mình sẽ mua áo giáp rồi đó. Nhanh thế nhỉ? À mua giày ninja các bạn ơi. Rồi, nhà mình đi sang bên kia chuyến đi. Cái gì đây? Anh em anh kìa. Cái gì đây? Anh bắt cái gì? Cái đấy là block để ấy. Đây đây, qua đây. Wow. À rồi, blue với bên kia uống nhau rồi. Chuẩn bị chiến nha. Ok. Nhà mình đi sang. Nhà mình tới nơi rồi, chiến. Rồi ok, tập trung đi. Dần. Rồi, sang green luôn, Rồi, đâu đi, bắt block qua green luôn đi. Đi. Nào, lên luôn. Rồi, nhà mình lên nha, Đây, phá giường nè. Cẩn thận, đéo cái gì đi. Rồi, nhà mình lên luôn này. Rồi, mắc giường rồi này, nhà mình lên đi. Nhà mình lên rồi, gõ đầu, gõ đè đầu. Ai, thấy nhiên chạy kìa, vậy cho ai đuổi đây. Ok, nhà mình xử lý này. Nhà mình xử lý này. Còn hàng này nó nhìn nè. Hết rồi à? Thôi, còn một. Nhà còn một trên nhà, ok. Rồi, anh đi chết chắc rồi, anh đi cháy rồi. Không lên được, không lên được à? Để em. Rồi, ok, xong rồi. Nhà mình đi tiếp nè. Đây, nhà mình bây giờ là... Nhà mình lấy tiếp blue à? Ok, blue đi. Rồi,
Ok, anh Văn nào đấy? Anh Văn làm gì đây? Mình biểu diễn các bạn. Ui, ơi, 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 bảy rồi, bảy rồi. Bây giờ mình tinh tấn nhà mình, mình tinh tấn. Mình tinh tấn rồi. Không sao, không sao, còn lâu, còn lâu, còn lâu. Anh đang đánh nó đây. Ok, không phá được đâu. Ok, nhà mình quay về bảo vệ rừng nào. Anh đi rồi. Bờ lu này, nó không, nó chết rồi. À chết rồi. Ơi, sang bờ lu luôn. Kiếm gỗ. Cày dữ nhở, sang bờ lu luôn anh nhá. Đánh bằng kiếm gỗ. Biết thế nào lễ hội bạn này. Thế thì Vanh mà muốn thì chắc chắc ăn chắc bạc bài thì Vanh ở nhà bảo vệ đi. Còn cái gì đâu mà bảo vệ. Ok. Còn rồi, này. Còn cái gì à? Tụi mày còn cái gì nữa à? Chết giả, chúng ta còn được mạng nữa nha. Uầy, thế để núp bên xong nha. Chết giả rồi, cái này trận này chúng ta mất giường rồi. Đúng rồi, đúng không? Đúng chứ, mất giường rồi bạn ơi. Team mình team red. Mua cái dầu đi anh em, mua cái dầu đi. Chết giả, núp không đây. Này, qua đây, không sao, khô máu rồi. Thắng thua không quan trọng rồi. Qua đây. Qua đây. Từ từ, đang đặt tên tì. Ok. Rồi, qua chiến đây anh em. Rồi, nhận. Nhờ 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 nhờ. Bây giờ chúng ta thả luôn chứ, bọn mình chơi PC ấy là bọn mình không được ăn đâu các bạn, không ăn được. Đúng rồi, không ăn được gì hết. Thế đâm ra các bạn đừng nghĩ, uầy, dù mình có 2/2 rồi bạn ơi, không cần đâu. Thế dù nó khác tự dùng mà. Đó, đi được rồi. Được rồi, đi thôi. Trời ơi, là đồng chí núp tiên lên đường nha. À, ok, chờ Thanh Niên Khang đấy bạn ơi, mình hết TNT rồi. À, không sao, chúng ta sẽ cứ từ từ đây. Đáp đủ sao. Bánh tiên phong qua trước này. Thôi rồi, thôi, không bị quanh đầu tiên, quanh dễ đi bụi lắm. À đúng chứ. Uầy, từ từ Văn ơi, từ từ. À từ từ. Từ thôi, chúng ta không còn đấy đâu, chúng ta không còn giường đâu. Từ từ, không còn giường mà còn gãy. Rồi ok ok, rồi đứng đây mình tính. Ơi, cứu Văn nó qua này. Đâu? Nó nào? Nó nào? Quê. Nó nào? Cái đó cái nút mà. Nó là ai? Rồi, cùi ở thanh niên này quá cùi bắp các bạn ơi. Đâu rồi, có ai đâu, đi qua đây. Rồi, ai có phá giường thì đi qua trước đây. Đây, để em cần thêm MMG để mua cái kiếm này. Đi đi, không cần đâu. Đây, đi, sang ba thanh niên dẫn nhau qua, mình thì không... Ủa ơi, anh khỏe lắm. Rồi, đây, đem đi trước, cho. Rồi, phá giường đây. Ôi giời, AFK luôn rồi, đi chơi bấy. À, luôn rồi, AFK. Lộ giường rồi đấy. Nhờn, phá đi. Ơ, sao phá bằng kiếm không được à? Phá bằng kiếm. Phá bằng dụng cụ, gặp nhà mình nhờn. Nhà mình nhờn, nhờn. Ôi, con. À, đây, đây, có thanh niên này AFK. Nhờn rồi. Rồi, hết rồi. Còn nào nữa? Còn ai? Còn hai, còn hai. À bên à, nó chạy qua mít rồi, Anh em bắt block đây. Thế thì như là bắt block kỳ kỳ quặc vậy. Anh chết rồi. Bành đi rồi. Thằng nào bắt block? Bành đi, bành đi bôi rồi. Ai bắt lóc vậy chết tôi rồi. Khả à đâu thanh niên nãy giờ thanh niên dây nồi thì bành chứ. Rồi, nhà mình chuẩn bị lên nè. Solo đây. À luôn nghe đồ là nhà mình lên nè, nhà mình là thà luôn chứ, bá đạo quá các bạn ơi. Đây rồi, có thanh niên. Ui, thanh niên này thấy mặt có vẻ buồn rầu lắm ạ. Rồi, buồn luôn rồi, còn 8 máu đi. Mặt có vẻ buồn lắm các bạn ơi. Rồi, còn một thằng vàng nữa thôi. Đâu nhờ, còn đâu nhờ. Ô. Rồi, chắc em nghĩ nó trên nóc huyền, nó nghĩ trên nóc huyền rồi. Đâu, không thể hiện tên ta. Nè, chết dở, chơi trên núp hả? Trên núp để thắng à, chết dở rồi. Còn... Đâu để em chạy nhà coi. Chả lẽ bắt tôi đi cưỡi rồng à, đi dò thám à? Thế tôi không muốn dùng rồng nha. Ôi. Ông em nghĩ là nó chạy. Ok. Ấy bên này, nhà mình ơi, bên này, Nhà bên đó. Bên này, bên này, để lúc qua đây này. Lúc qua nó sụp. Đây rồi, ok. Ui. Thế qua bên này kiểu gì đấy? Không bắt block qua được hả? Nó có dù lượng, dù lượng à. Ok bạn ơi, thôi mình phải à đấy mình có block mà mình bắt, nói chung là bắt block ở trên bản giả lập hơi khó bạn ạ. Ấy nhầm tí là nhảy. Ok bạn ơi, đây. Bắt block thì nó gọi là hơi cồng kềnh một xíu bạn thông cảm nhá. Đấy, hơi cồng kềnh một xíu thôi. Ấy chết dở hết rồi. Rồi nhà mình tiến. Rồi ok cho Khang. Rồi, okay, thắng các bạn không cần qua đâu. Thanh niên đấy tự kỷ bên đấy rồi. Rồi, nhà mình win rồi. Ok các bạn ơi. Sau cái trận chiến cuối cùng này chúng ta đã gọi là nỗ lực hết sức mình các bạn. Chiến thắng không cần dùng dở đấy. Không ai chết nào trừ Vanh. Chỉ có Vanh thôi một mạng. Trừ Vanh nữa bạn nha. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc tôi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là bọn mình đã tham gia xong cái cuộc chiến Bengu ở trong blog Bengu rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút team. Ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.